Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 143. Ngã chấp và thiền quán âm. Ngã chấp là từ thói quen mà ra. Ngã chấp từ đâu ra? Chúng ta có thể nói rằng ngã chấp là một thứ cá tính, thái độ, tinh thần của một người. Cá tính do đâu mà ra? Cá tính không có gì hay ho cả. Nó không phải là chân ngã của mình, cũng không phải là Phật tánh khai ngộ của chúng ta. Nó chỉ là tính nết sinh ra từ những thói quen tích tụ không ngừng từ trước tới nay. Mỗi lần sinh ra đời, dù làm người, thú hoang, chúng sinh trên trời, chúng sinh dưới địa ngục, cầm thú hay ngạ quỷ, chúng ta đều có một số thói quen nào đó. Mỗi loại chúng sinh đều có những thói quen tập quán riêng biệt và tất cả những cái này đều là học hỏi mà ra. Lấy ví dụ, nếu là cọp thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hung dữ, mỗi ngày đi săn mồi, giết thú vật ăn. Đó là cách sống của chúng ta trong kiếp đó. Nếu sau khi làm cọp, chết đi rồi lập tức đầu thai lại làm người thì dấu vết của bản chất ác độc của loài thú vẫn còn sót lại. Chúng ta sẽ có tính hung dữ, ham ăn thịt và rất là độc ác. Chúng ta sẽ không dễ dàng hòa thuận hay tha thứ cho người khác, và chúng ta sẽ thích cãi cọ. Việc nhỏ lúc nào cũng làm thành lớn. Sau khi làm thân cọp, nếu chúng ta đầu thai là một loài thú khác, có thể là một con vật hiền từ hơn, như cừu chẳng hạn, thì đương nhiên chúng ta sẽ bè bè suốt cuộc đời và rất là hiền lành. Dù phẩm tính cọp vẫn còn ở trong con vật mà chúng ta đầu thai, nó cũng không có cơ hội bộc lộ ra. Từ từ chúng ta quên đi và rồi thú tính ác độc kia sẽ hết. Chúng ta sẽ không còn giết chóc, không còn ăn thịt. Thú tính bản năng giết chóc của chúng ta sẽ mất đi. Nếu sau khi rời khỏi thân cừu, chúng ta đầu thai thành một con cừu khác thì chúng ta sẽ càng hiền lành hơn nữa và cứ be be, ngọt xớt thêm một kiếp nữa. Sau khi làm kiếp cừu xong, nếu chúng ta đầu thai làm người thì chúng ta dĩ nhiên nhìn cũng hơi giống cừu. Chúng ta sẽ rất là hiền, trong mặt mũi không đáng sợ gì cho lắm. Chúng ta sẽ sai khiến, dễ bị kẻ khác khống trị. Và chúng ta dễ hòa đồng với người khác. Khẩu vị của chúng ta dễ thỏa mãn. Có lẽ chúng ta thích ăn cỏ và hay kiếm lá hay rau dại về ăn. Vì thế chúng ta thấy người nào cũng có đặc tính riêng của người đó, vì mỗi người hấp thụ những thói quen riêng. Trong lúc đầu thai làm thú vật, nếu chúng ta chết đi sau khi làm kiếp cọp, rồi sinh trở lại làm cọp nữa hay làm con vật hung dữ khác như là chó sói hay rắn trước khi đầu thai làm người, thì phẩm tính của chúng ta sẽ không khác nào phẩm tính của một con quỷ độc ác. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy có những người rất hung dữ một cách vô cớ, hầu như không thể nào nói chuyện được với họ. Đó là vì họ vừa mới từ kiếp thú chuyển sang một thân thể mới. Họ liên tục đầu thai làm thân thú và thường là loài độc ác. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Nếu là ngẫu nhiên thì tại sao tất cả mọi người không đầu thai làm thú vật, trong khi đó cứ tiếp tục sinh trở lại làm súc sinh hung ác? Đó có thể là vì trước khi mang hình dáng súc vật, họ đã gây ra rất nhiều nghiệp xấu, đã lấy đi quá nhiều sinh mạng, hoặc đã bị định mệnh đưa đẩy vào hoàn cảnh và để cho bạo lực chiếm hữu họ. Lấy thí dụ, chúng ta biết có những tội nhân bị bỏ tù. Mới đầu chủ ý của chính phủ làm như vậy là để dạy cho họ một bài học, cho họ cơ hội để sám hối, chỉnh đốn lại đời sống và trở nên hiền lành. Nhưng trong tù, họ biến tệ hại hơn. Vì tức giận, có người tìm cách trốn ra, nếu không thành công thì họ trả thù, gây thêm tội ác, rồi càng ngày càng khó mà kéo chính mình ra khỏi hoàn cảnh đó. Họ có thể gặp những hoàn cảnh không vừa ý gì lắm, và họ hiểu lầm chủ ý tốt của người khác. Nhiều khi vì tự ti mặc cảm mà họ nghĩ họ không được đối xử tử tế, mặc dù cảnh sát đối đãi mọi người rất công bình. Cảm tưởng đó nung đúc trong lòng, rồi khi ra ngoài họ tìm cách trả thù.
gây thêm tội ác để rồi cuối cùng bị những sự trừng phạt khắc nghiệt hơn. Sự trừng phạt gay gắt này lại càng làm cho họ tức giận, nổi nóng nhiều hơn nữa, khiến họ càng rơi xuống sâu hơn, cho tới cuối cùng, một ngày, con người họ trở thành khó cải tạo hoặc không thể nào cải tạo được nữa. Khi làm súc sinh hung ác, chúng ta bị chìm sâu trong nghiệp chướng. Khi rơi vào tình trạng đó, nếu chúng ta không chịu cải thiện hay sám hối mà lại tiếp tục phạm thêm những hành vi ác độc, thì chúng ta sẽ ở đẳng cấp thú vật muôn đời, rất khó lên trở lại đẳng cấp người. Dù có muốn trở thành người, cũng phải mất rất nhiều, nhiều kiếp thì mới thành công được. Khi làm thân cọp, chúng ta thu thập phẩm chất của cọp, những hành động và thói quen hung ác. Từ trường của chúng ta trở thành bầu không khí dữ tợn. Khi thành người, từ trường này được ghi lại trong thần thức của chúng ta, gọi là A Lại Gia Thức, nơi mà những ý nghĩ, hành động xấu, tốt trong những kiếp trước được ghi lại. Với quá nhiều sự ghi nhận như vậy, nó sẽ phản ứng tự nhiên trước những hoàn cảnh tương tự. Có nghĩa là nếu một người hay một hoàn cảnh kích thích chúng ta, thì phẩm tính đó lập tức sẽ trỗi dậy, vì chúng ta quên rằng mình giờ đây đang là người, không phải cọp. Nếu con người chúng ta muốn tránh tình trạng đó, thì phải kiểm thảo những thú tính mà mình đang có. Lúc đó sẽ thấy mình nghiệp chướng rất nặng nề. Nhưng nghiệp chướng là gì? Trong quá khứ chúng ta đã thâu thập nhiều thói quen, tập quán. Trong khoảng thời gian luân hồi, chúng ta thâu vào và ghi xuống rất nhiều hành động ác giống như máy thâu ăn. Khi nhấn nút thì nó phát lại. Cái nút này là gì? Nó là những cơ hội, những cơ duyên mà chúng ta gặp phải khiến cho máy thâu ăn tự động bật lên. Cho nên nhiều khi chúng ta vô cùng hung dữ với người khác mà không biết tại sao, bởi vì bị nhấn trúng cái nút đó. Có người vô tình nói chuyện gì đó mà mình đã nghe qua hồi xưa, khi những lời lẽ đó đã làm cho mình tức giận. Bây giờ nghe thấy những lời hơi mang máng như vậy là mình tức lên liền. Hay là có thể trong những kiếp trước khi chúng ta làm người hay làm thú, có người đặt bẫy mình. Bây giờ mỗi khi thấy một vật gì mà bên ngoài trông có vẻ hơi giống cái bẫy đó là mình sợ. Chúng ta không hiểu tại sao cái hộp kiểu hơi giống như vậy lại làm mình sợ. Cái hộp trông giống như cái bẫy mà chúng ta đã gặp trong tiền kiếp, cho nên chúng ta rất sợ hay rất ghét nó. Thành thử có người thích bàn ghế trong nhà hình tròn, hoặc ghét bàn ghế hình vuông, hoặc thích bàn ghế hình tam giác. Tất cả những cái này có liên quan tới những ấn tượng của mình từ kiếp trước. Những trạng thái mà chúng ta thích, không thích, ghét hay thương là những cái gọi là ngã chấp. Tôi chỉ nói nó như vậy thôi. Cái này hợp ý tôi. Đó gọi là ngã chấp. Ngã chấp có nghĩa là cá tính. Cái này, cái nọ là thói quen của tôi. Tôi nghĩ như vậy, tôi không thể thay đổi. Tôi không muốn thay đổi. Hoặc tôi là người thế này và tôi không thể thay đổi. Đó gọi là ngã chấp. Nhưng thật ra ngã chấp là cá tính. Không có gì là bí ẩn hay khó hiểu. Chỉ có chấn động lực của Quán Âm mới có thể rửa sạch nghiệp chướng. Muốn ngăn chặn mình đừng bị chìm sâu hơn nữa trong nghiệp chướng thì chúng ta cần phải tránh xa những thói quen, không cho chúng trỗi dậy. Khi thói quen trỗi dậy thì nó sẽ mạnh thêm, chúng ta lại càng nóng tính. Ví dụ như trong kiếp trước có thể chúng ta bị vu oan một cái tội nào đó mà chúng ta không có phạm. Chúng ta bị giới thẩm quyền đánh đập, làm đau đớn hay bị trừng phạt. Sang kiếp này, có thể chúng ta gặp một người nào đó trừng trị hay làm thương tổn chúng ta vì lý do chính đáng. Quả thật chúng ta có lỗi và người kia phạt chúng ta là chuyện đúng. Tuy nhiên, trong tiền kiếp đã có người vu oan và trừng trị chúng ta và chúng ta rất ghét. Khi gặp phải trường hợp tương tự như vậy lần nữa, chúng ta không thể nào chịu đựng và muốn trả thù hay chống chọi. Do đó chúng ta càng tăng lòng oán hận trong tâm, làm cho bầu không khí hiểm độc dày đặc hơn, mãnh liệt hơn. Cuối cùng, nó tạo nên cá tính hàn học trong chúng ta.
Thành thử muốn tránh tình trạng này thì mỗi lần chúng ta muốn trả thù ai, phải tự bảo lòng mình ngay lập tức. Ăn miếng trả miếng, như vậy tới chừng nào mới hết? Mỗi lần làm một hành động nào hay học một ý tưởng mới nào thì một ngõ mới trong bộ óc được mở ra để chứa tài liệu mới. Chỗ này chứa hận thù, chỗ kia chứa tình thương, chỗ này cho ganh tị, chỗ kia cho danh lợi. Mỗi một phẩm tính chiếm một chỗ khác nhau, càng nhiều thói quen bao nhiêu thì bộ óc càng đầy hộp, đầy ngõ ngách bấy nhiêu. Mới đầu những cái hộp này hay những ngõ này có thể tự chúng nó rã tan, rất đơn giản. Nếu bên trong không có gì thì chúng sẽ hòa lại với nhau rồi tan biến. Tuy nhiên, trong não bộ có một chất tên là chất xám, chứa đầy trong những ngõ hay những hộp này. Tất cả những ý kiến hành động mới đều được ghi lại trong chất xám và chứa đầy ngõ trống trong não, giống như máy điện toán chuyên giữ hồ sơ, tin tức. Chúng ta không thể nào xóa bỏ những điều hay phẩm chất mà chúng ta mới học được. Cho nên chúng ta phải tu pháp môn Quán Âm để rửa đi những thói quen xấu bên trong. Không còn cách nào khác để rửa. Quý vị thường nghe nói tẩy não một người, nhưng tẩy não bằng lời thôi thì không đủ sạch. Bộ óc của chúng ta rất nhỏ nhưng có thể thâu vào mọi thứ, số lượng không giới hạn. Thế mới khổ. Thâu vào quá nhiều, không thể nào xóa kịp. Mỗi ngày chúng ta đều bị tạp niệm là bởi vì đã thâu vô quá nhiều thứ. Cho nên, nếu bây giờ tôi có đang tẩy não quý vị bằng lời nói, thì cũng chỉ thêm vào ngõ và hộp mà thôi. Không có lợi ích gì. Đầu óc quý vị đã đầy thành kiến, đầy những tư tưởng cũ. Nếu thêm cái mới vào nữa, thì nó chỉ lẫn lộn với cái cũ mà thôi, sẽ không có ích lợi gì. Cái cũ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động, trong khi cái mới phát triển chỉ thêm phức tạp mà thôi. Thành thử tôi mới nói rằng tu hành thật sự không cần ngôn ngữ. Cho nên trong lúc truyền pháp Quán Âm, tôi không nói và không rót thêm điều gì mới vào. Tôi trò chuyện với quý vị bây giờ chỉ vì đầu óc quý vị có những vấn đề khúc mắc nên tôi phải cắt nghĩa chút đỉnh để giải thích những khúc mắc trong tâm quý vị. Nếu không, tôi chẳng nói làm chi. Tại sao tôi phải nói nhiều vậy chứ? Quý vị đã biết quá đủ rồi. Thí dụ, nếu quý vị không phải là Phật tử, không biết gì về kinh Niết Bàn hay kinh Kim Cang, quý vị sẽ không hỏi về những kinh điển này. Và tôi cũng không phải nói nhiều để giảng giải cho quý vị nghe. Tôi nói nhiều là bởi vì quý vị nói nhiều. Quý vị đã thâu thập quá nhiều rác rến, nên tôi phải dùng nhiều cách để mang chúng đem đi đốt. Cho nên pháp Quán Âm không phải là lời nói mà là chấn động lực, dòng điện, lực lượng Thượng Đế dùng để rửa những tạp niệm, những quan niệm sai lầm của chúng ta. Nó không mở thêm những ngõ hay hộp trong chúng ta. Đó là vì nếu dùng một ý tưởng nào đó để hủy bỏ một ý tưởng khác thì sẽ có một sự chống chọi. Không có nghĩa là ý tưởng cũ được rửa. Không có, chúng ta chỉ thêm một cái nữa vào mà thôi. Kết quả càng ngày càng đầy thêm và chúng ta càng khó chịu. Thành thử tất cả các vị minh sư đều nói rằng càng học nhiều, càng hiểu biết nhiều thì càng khó ngộ được chân lý. Chúng ta chỉ chồng chất đồ đạc trong đầu, nhét chung vào nhau cho tới khi không còn một cái gì phát triển nổi nữa. Tốt xấu lẫn lộn với nhau. Tốt không phát triển nổi mà cái xấu cũng không rửa được, trở thành nặng nề, ứ đọng. Bây giờ quý vị đã hiểu tại sao một người học thức càng nhiều thì càng khó khai ngộ. Cho nên chỉ có pháp môn Quán Âm là hợp lý, bởi vì nó không phải là những công án thiền tâm hay những câu tụng niệm mà chỉ cộng thêm vào trong đầu óc của chúng ta. Trái lại, chúng ta rửa nó, bởi vậy tôi mới nói với quý vị rằng mặc dù tôi dạy quý vị niệm Phật hiệu và quán ánh sáng, nhưng nếu quý vị không quán âm thanh thì cũng không hiệu nghiệm. Lý do là vì niệm Phật hiệu và quán ánh sáng cũng là cộng thêm đồ đạc mà thôi. Dù rằng những thứ cộng thêm này có thể kềm chế được những thứ khác
và làm cho chúng ta quên đi những phiền toái ở đời. Giả sử chúng ta giận một người nào đó và muốn trả đũa lại hoặc chửi mắng họ, giờ đây, niệm Phật hiệu thì sẽ quên đi sự thù hằn, tức tối. Ý nói là chúng ta có thể dùng những Phật hiệu tốt lành này để kiềm chế những tư tưởng tạp nhạp, ngăn cản không cho nó gây phiền phức. Như vậy không có nghĩa là chúng biến mất hoặc được rửa sạch vì niệm Phật hiệu hay niệm A-di-đà Phật. Không đâu. Chúng cộng hàng vạn lần Phật hiệu lặp đi lặp lại mỗi ngày để kiềm chế tạp niệm. Sau đó, nên dùng quán âm thanh để rửa, rửa luôn cả những Phật hiệu đó. Mọi người vỗ tay. Quý vị hiểu được, tôi cũng mừng. Vì vậy, tôi mới nói rằng, nếu một người không quán âm thanh mỗi ngày mà tự xưng rằng mình hoàn toàn khai ngộ hay thành Phật, là người đó nói dối. Có người nói rằng thành Phật rồi thì ngồi thiền cũng không cần thiết nữa. Ý nói là không phải ngồi thiền kiểu bình thường, kiểu mà chúng ta bắt đầu óc phải đọc Phật hiệu, chỉ niệm hai tên rồi quên mấy tên còn lại. Hay niệm một tên rồi quên bốn tên kia. Hay niệm tên thứ nhất rồi quên tên thứ năm. Hay phải vật vã với những ý niệm làm phân tâm. Trời ơi, mình bị nhiều tạp niệm quá. Trời ơi, tôi ghét tên đó quá. Chào ơi, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Chào ơi, tên đó thật là gớm. Ồ, chắc chắn ngày mai mình phải trả đũa hắn mới được. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ôi, quả là một sự phấn đấu khổ sở. Cái này chúng ta gọi là thiền bởi vì mình đang huấn luyện đầu óc, kềm hãm những tạp niệm, những thói quen, những thù hằn, ganh ghét. Phật luôn luôn ở trong thiền định. Không phải là sau khi một người thành Phật rồi thì không ngồi thiền nữa. Họ có thiền nhưng không phải vật vã phấn đấu. Họ vẫn thiền mà không cần phải ngồi xuống thiền, cho nên chúng ta nói rằng họ không ngồi thiền. Hiện giờ, khi chúng ta thiền, chúng ta biết là mình đang thiền. Một vị Phật không biết là mình đang thiền. Họ thiền không với một cố gắng nào. Lão Tử nói làm mà không làm có nghĩa là như vậy. Không phải Ngài nói chúng ta nên ngồi suốt ngày, không màng việc đời, không trị nước, không tề gia, không tắm rửa hay không giặt quần áo. Ngay cả ăn uống cũng không. Cái này không phải là làm mà không làm, mà là điên. Thành thử ai mà nói là một khi thành Phật rồi thì không cần thiền nữa. Trái lại, cứ cờ bạc và hát karaoke suốt ngày, đó là trở thành ma. Như vậy là thành Phật phủ định, chứ không phải một vị Phật giống như Phật A-di-đà. Cho nên khi nào quý vị thấy ai không thiền hay không niệm Phật hiệu thì quý vị biết người đó là vô minh. Như vậy chỉ hợp với cảnh giới A-tu-la thấp nhất, người đó bị lừa. Một vị Phật, minh sư đắc đạo, không thiền nhưng mà có thiền. Tại sao? Tại họ phải gia trì cho thế giới, phải gia trì cho đệ tử của họ. Nếu người bình thường như chúng ta gặt hái được vô số phước báo từ thiền định, thì quý vị thử tưởng tượng một vị Phật thiền sẽ ra sao? Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Một vị Phật xuống đây mà không thiền thì họ làm gì? Hơn nữa, họ cũng cần phải bổ sung tinh thần, sức sống cho họ nữa chứ. Chúng ta không phải cảm thấy thân thể dễ chịu, tinh thần sung sướng khi ngồi thiền hay sao? Dù chúng ta không ham muốn đẳng cấp bên trong, chúng ta vẫn được như thường. Chúng ta không thể nào chỉ ăn uống thôi mà giữ được thân thể mình khỏe mạnh. Nhiều người ăn mà thân thể họ vẫn yếu, còn chúng ta chỉ cần ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ là tinh thần sảng khoái, làm việc cả ngày không biết mệt. Vì thế cho nên ngay cả một vị Phật cũng cần phải thiền để phục hồi năng lực. Ăn uống thôi không thể nào đủ dinh dưỡng nuôi thân thể. Nếu chỉ là một người bình thường thì dù họ ăn nhiều đi nữa, họ cũng không thể nhận lãnh vô số trách nhiệm của một vị Phật. Phật ăn rất ít mà phải gánh nhiều trách nhiệm thì làm sao họ không thiền được? Họ có thiền nhưng không phải vất vả nhiều như chúng ta hoặc không phải gắng sức nhiều như chúng ta. Phật thiền một cách rất tự nhiên, thoải mái.
Bắt đầu thiền chẳng bao lâu sau là họ nhập định, và họ ở trong đại định ngay cả những lúc không thiền. Họ sống trong đại định 24 tiếng một ngày và có thể thiền bất cứ lúc nào. Cái đó kêu bằng thiền mà không thiền. Tu hành không phải chỉ có ngồi thiền, nhưng họ vẫn ngồi thiền để làm gương cho đệ tử. Nếu không, ai cũng nghĩ rằng thành Phật rồi không cần phải ngồi thiền nữa, chỉ có hưởng thụ thú vui trần tục. Nếu vậy thì người nào cũng làm như vậy và ai cũng có thể làm được. Nếu không cần phải thiền thì những người lười biếng cũng có thể tuyên bố là họ thành Phật rồi. Cớ đó thật là hay. Còn lâu. Hãy nhớ rằng sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài tọa thiền mỗi ngày. Vì vậy kinh điển mới nói rằng mỗi khi Phật Thích Ca xuất định là Ngài bắt đầu khai thị cho đệ tử. Họ đâu bao giờ nói rằng Ngài khai thị cho đệ tử sau khi ra khỏi phòng tắm hay sau khi chơi karaoke, múa hát hay cờ bạc đâu. Không bao giờ. Thành ra đọc kinh điển mà không thật sự hiểu thì sẽ có hại cho chúng ta. Sự tu hành của chúng ta sẽ bị xúc kém. Chúng ta khoác lác, ham danh, ham lợi, làm hại chính mình. Khiêm tốn là yếu tố quan trọng nhất trong việc tu hành. Cho nên sự khiêm tốn là yếu tố quan trọng nhất trong việc tu hành. Người nào khảo lòng kiên nhẫn của mình là thầy của mình. Người nào đánh đập hay la mắng mình là thầy của mình. Đang tập cho chúng ta tánh nhẫn nhục, cho mình cơ hội để mà suy ngẫm. Như vậy cũng tốt, không đến nỗi nào, trừ phi hành động đó có hại tới công chúng, lúc đó mình phải cố gắng chặn lại. Nếu họ chỉ thử chúng ta thôi, thì cứ để cho họ thử tới cùng. Bài học càng khó thì càng tốt cho mình. Nung lửa thì vàng càng sáng ra. Vàng thiệt không sợ lửa. Không phải tôi chỉ có nói miệng mà tôi thực hành những gì tôi dạy. Tôi phải thực hành vì tôi là tấm gương cho quý vị noi theo. Cho nên đừng có hỏi tại sao tôi hoàn toàn không lay động khi bị người ta phỉ báng. Nếu không nhẫn nổi cái đó thì nhẫn nổi cái gì? Làm sao tôi có thể dạy người ta nhẫn nhục được? Trừ phi nó làm hại công chúng hay hại người khác thì tôi mới nghĩ cách ngăn ngừa nó. Nhưng nếu nó chỉ có hại tới tôi thôi thì không sao cả. Bây giờ quý vị biết ngã chấp là gì rồi và làm cách nào để tiêu trừ. Đừng để nó lớn mạnh, nhốt mình lại như một bức tường. Rồi quý vị tưởng mình là người này, tưởng thế này là mình. Đó là cái ngã. Rồi quý vị cứ tiếp tục như vậy hoài, cứ làm y những điều sai lầm đó, sau này càng ngày càng tệ. Nếu không có người chặn lại giùm, thì quý vị sẽ tệ hại hơn nữa. Quý vị tưởng đâu như vậy là không sao, còn đắc ý nữa. Rốt cuộc nó trở thành thói quen, cũng giống như hút thuốc, uống rượu. Dù biết nó không tốt cho sức khỏe, quý vị vẫn hút, vẫn uống, rồi trở thành nghiện nặng. Bởi vậy mà chúng ta cần phải tập tính khiêm nhường, không nên cộng thêm vào những thói quen mà mình đã tích tụ trong nhiều kiếp và cũng không nên để nó lớn mạnh, rồi về sau này trở thành khó sửa. Chúng ta đã có quá nhiều thói quen xấu rồi, nếu không giảm thiểu mà lại còn cộng thêm vào đó nữa thì làm sao chịu nổi? Dù có muốn giảm thiểu cũng không có cách nào làm được. Bao giờ giảm hết được đây? Chúng ta đã thâu vô quá nhiều. Nội tránh đừng thâu vô thêm cũng là khó lắm rồi. Nói chi tới chuyện xóa bỏ những thói quen chắc nịch, ngay cả những tập quán mà chúng ta đã thu thập qua biết bao nhiêu kiếp. Vì vậy mà chúng ta cần phải dùng lực lượng siêu thế giới này, chấn động lực của quán âm thanh để mà rửa cho lẹ. Tẩy não kiểu bình thường không có ích lợi gì. Chỉ có tu quán âm thanh mới đúng là tẩy não. Quý vị hỏi tôi làm sao tránh được cái ngã, thì tôi khuyên quý vị nên quán âm nhiều hơn. Nếu biết thì hãy ráng kiểm thảo, kiềm chế chính mình. Đừng cộng thêm hay lặp lại thói quen. Nếu tránh được thì ngưng lại. Nếu không biết đó là cái ngã của mình thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Cái đó còn tệ hơn nữa. Chúng ta phải thiền quán âm nhiều hơn.
Thiền Quán Âm thêm vô, Thiền Quán Âm thêm vô, tự động nó sẽ rửa cho mình, không còn cách nào khác. Bây giờ quý vị đã thấy Pháp Quán Âm thật sự là vĩ đại. Thiếu nó, không bao giờ chúng ta có thể rửa được những thói quen đời đời kiếp kiếp của mình. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ Formosa vào ngày 29 tháng 5 năm 1989, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 143.